Kính thưa các thầy giáo, cô giáo kính mến, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các bạn đồng môn yêu quý. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chia tay các bạn ngỡ vừa hôm qua, 30 năm cũng thật là xa, giờ đây ngoảnh lại sắp già còn đâu. Hè này hẹn gại gặp nhau, thầy xưa trường cũ bạn đâu nhớ về. Mới ngày nào lũ trẻ tinh nghịch, không ít lần làm phiền lòng các thầy, các cô. Vậy mà chúng đã rời xa mái trường này, đã tròn 30 năm. Giờ đây, lứa học trò ấy đã là những người trưởng thành, mái tóc đã điểm bạc, có bạn đã lên chức ông, chức bà. Các thầy, cô giáo ngày xưa giờ cũng đã già yếu đi. Nhiều thầy cô đã không còn nữa. Đúng như lời hẹn, hôm nay trong không khí vui tươi của những ngày tháng 8 lịch sử, nhà trường đang tích cực chuẩn bị cho một năm học mới với niềm mong ngóng gặp lại thầy xưa, bạn cũ. Lứa học trò ấy gác lại toàn bộ công việc, cuộc sống đời thường, tề tựu về đây để được sống lại tuổi học trò với biết bao kỷ niệm thời cắp sách. Về đây để nói lời cảm ơn và tri ân công lao to lớn của các thầy, các cô đã dìu dắt chúng em những ngày đầu đời. Thật vinh dự cho em được thay mặt các bạn hội đồng môn khóa 1985-1994 đứng ở đây để bày tỏ tâm tư của mình sau 30 năm lại gặp lại các thầy, các cô cùng tất cả các bạn. Trước hết, em xin gửi lời kính chúc sức khỏe, lời chào tốt đẹp nhất tới các thầy giáo, cô giáo, các quý vị đại biểu, khách quý cùng tất cả các bạn hội đồng môn. Chúc buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thành công, tốt đẹp. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể các bạn đồng môn. Trong cuộc đời của con người thì tuổi thơ, tuổi học trò là tuổi đẹp nhất và vô tư hồn nhiên nhất. Hơn 30 năm trước, chúng em đã lớn lên từng ngày dưới mái trường quê hương thân yêu này. Nhạc sĩ Xuân Phương đã viết trong bài hát: nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Thời gian đâu có quay lại được nữa. Và ngày hôm nay, một ngày đặc biệt của lứa tuổi học trò chúng em, với biết bao cảm xúc lạ lùng, bao ký ức ùa về như mới ngày hôm qua, chúng em thật xúc động và tự hào vì mình đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất yên bình, thân yêu và được đón nhận sự chỉ bảo, dạy dỗ của các thầy, các cô, những người đã tận tâm, tận lực uốn nắn cho chúng em từ những nét chữ, con số đầu tiên dưới mái trường này. Các thầy, các cô như những người cha, người mẹ thứ hai chỉ bảo cho chúng em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Đó là hành trang cho chúng em bước tiếp trong cuộc đời để có được như ngày hôm nay. Chúng em vẫn nhớ như in ngôi trường mái ngói ngày xưa. Ngày hè thì nóng bức, mùa đông thì gió lạnh ùa vào lớp học, và đặc biệt những ngày mưa thì phải tìm chỗ tránh vì dột. Còn nền đất thì rất trơn trượt, ngoài sân thì những cây bàng già đã bị nghiêng mình vì gió bão. Đó là minh chứng cho những trò tinh nghịch của lũ học trò chúng em. Nhớ những buổi lao động khiêng đất san nền ngôi trường mái bằng mới, tuy mệt nhoài nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười. Nhớ những hình thức kỷ luật đầy tính giáo dục mà mỗi khi chúng em vi phạm, những kỷ niệm ấy theo dòng chảy thời gian bỗng chốc hiện về như mới ngày hôm qua. Thật là hôm nay xúc động bồi hồi nhớ về kỷ niệm từ thời cấp 2, trường em ngày ấy sơ sài, mái trường cấp 4 nhớ hoài không quên. Từ mùa hè năm 1994 đến nay, chúng em như những con chim rời tổ, bay đi khắp đó đây, mỗi người mỗi ngả. Có người tiếp tục sự nghiệp học hành, có người tập trung làm kinh tế. Đến nay, 30 năm, chúng em đã khôn lớn trưởng thành, mỗi người đã xây dựng cho mình một lối đi riêng, một cuộc sống riêng. Có bạn thành đạt trên con đường học vấn, có bạn thành công với làm kinh tế. Bên cạnh đó, cũng còn không ít các bạn còn khó khăn vất vả mưu sinh, nhưng với tinh thần hướng về trường xưa, bạn cũ thì ai cũng như ai đều háo hức mong chờ có một ngày hội ngộ hôm nay. Ngày hôm nay, sau 30 năm rời tổ, đàn chim ấy lại từ mọi miền tổ quốc đã bay về đây, không phân biệt địa vị, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, bỏ qua tất cả những lo toan của cuộc sống, để trở về với ký ức tuổi thơ, với tuổi học trò. Chúng em được hòa vào niềm vui, niềm xúc động bồi hồi của những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nồng ấm, những nụ cười rạng rỡ giữa thầy cô và bạn bè. 30 năm chúng em đã lớn khôn hơn, trưởng thành hơn, nhưng khi trở về đây hôm nay thì lại là những đứa trẻ, ngày nào lại vui vẻ, vô tư, tinh nghịch bên các thầy, các cô, lại muốn được nghe những lời chỉ bảo trách mắng đầy tình thương yêu như ngày xưa.
Hôm nay trở về đây chúng em rất vui vì sau bao nhiêu năm các thầy các cô vẫn mạnh khỏe, nhanh nhẹn, minh mẫn. Tuy mái tóc có bạc hơn, đôi chân có chậm hơn nhưng ánh mắt và nụ cười thì vẫn đôn hậu như xưa. Nhân sự kiện vô cùng ý nghĩa này, chúng em những học sinh khóa 1985-1994 kính mong các thầy các cô đón nhận từ đáy lòng chúng em những lời tri ân và biết ơn sâu sắc nhất. Ơn dạy dỗ cao giường hơn núi, nghĩa thầy cô như nước biển khơi, dù ở đâu làm gì chúng em cũng luôn nhớ và trân trọng những lời dạy của cô và bài giảng của thầy. Các bạn ạ, để ngồi với nhau ôn lại kỷ niệm ngày xưa thì không biết bao nhiêu thời gian mới hết được. Những kỷ niệm tuổi thơ, tuổi học trò mà suốt những năm tháng dưới mái trường chúng mình có được, đó là thời gian đẹp nhất. Ngày hôm nay chúng mình về đây thăm lại trường cũ, mái trường in đậm dấu ấn tuổi thơ. Giờ đây trường đã khang trang, sạch đẹp hơn xưa, nhưng cũng không ngăn được dòng ký ức đang tràn về trong giây phút xúc động này. Tôi mong các bạn hãy quên đi những lo toan đời thường, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời đáng nhớ. Hãy chia sẻ niềm vui, niềm cảm xúc của mình với các bạn ở xa vì điều kiện công việc không về được. Buổi gặp gỡ này là một kỷ niệm đẹp đi suốt cuộc đời chúng ta. Cuối cùng, em xin kính chúc hai nhà trường ngày càng khang trang phát triển, gặt hái nhiều thành công. Chúc các thầy, các cô, các quý vị đại biểu cùng tất cả các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi gặp gỡ của chúng ta hôm nay thật vui, thật ý nghĩa sau 30 năm trở về mái trường xưa. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau lại nhau với những thành tích mới, những niềm vui mới. Xin trân trọng, cảm ơn.